Chào cô và các bạn, cô tên là Võ Hiến Phát, năm nay 6 tuổi, ba đi nói về con tự tin sáng tạo thông minh. Hôm nay cô sẽ đọc 20 từ vựng. Bo quả bóng, ba ba là xe đạp, hai xin chào, bay là tạm biệt, tôi là ai, bạn là diều, xe hơi là kẹ kho kho bánh là cây, mèo là cát, cốc là cướp, cốc gọi là cướp, cốc là tắt cái cốc là khúc cướp. Have từ thứ mười ba là and gọi xong từ thứ 14 là apple. Từ thứ 15 là từ thứ mười lăm là cái tối là ba. Đúng rồi. Từ thứ mười sáu là can. Can là gì? Can là lon nước ngọt. Rồi. Từ thứ 17 là nón là hat. Đúng rồi. Từ thứ mười tám là dit. Từ thứ 19 là mai. Từ thứ 20 là đe. Rồi, con chào cô đi. Cô chào cô và các bạn.